Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Bị bảy bệnh này, chỉ cần ăn chuối mỗi ngày là khỏi tiệt. Ăn sớm khỏe sớm thọ 100 tuổi. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, được mệnh danh là loại quả của trí tuệ, loại quả hội tụ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chuối từ lâu đã được yêu thích và xuất hiện trong rất nhiều gia đình. Đặc điểm nổi bật của chuối là cung cấp nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Tác dụng của chuối đến từ cả thịt chuối lẫn vỏ chuối. Thậm chí nhiều chuyên gia dinh dưỡng còn cho rằng, nếu bạn ăn 2 quả chuối mỗi ngày thì chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể sẽ nhận được những thay đổi vô cùng bất ngờ. Điều này liệu rằng có phải là nói quá hay đang phóng đại về chuối hay không? Ăn chuối có thực sự tốt như những gì người ta vẫn hay nói? Hãy cùng theo dõi qua video sau đây của Sức Khỏe Tự Nhiên để có câu trả lời chính xác nhất nhé! Quả chuối chứa đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất bột, chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Do đó, chuối đặc biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ em, người già, vận động viên. Trong một quả chuối có thể kể ra những thành phần nổi bật như sau. Giàu vitamin C. Khi nhắc tới những loại quả giàu vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay tới các loại quả thuộc họ nhà cam quýt. Nhưng ít ai biết rằng, một khẩu phần ăn có chuối thậm chí sẽ cung cấp cho chúng ta tới 15% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm đối với cơ thể. Không chỉ vậy, loại vitamin này còn có vai trò bảo vệ mạch máu, sản xuất collagen, kết nối các cơ, xương và các mô khác trong cơ thể lại với nhau. Hàm lượng kali cao. Khi nói về thực phẩm giàu kali nhất, mọi người đều nghĩ đến chuối. Trên thực tế, một quả chuối trung bình cung cấp tới 422mg kali, tương đương 9% hàm lượng kali cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Nguyên tố kali không những rất tốt cho chức năng cơ bắp và tim mạch, đảm bảo nhịp tim và huyết áp bình thường, dự phòng tăng huyết áp và co thắt cơ bắp, mà còn giúp đưa phần muối bài tiết ra ngoài cơ thể, làm cho lượng muối trong cơ thể đảm bảo nồng độ nhất định, nhiều chất xơ nhưng thấp calo. Một quả chuối chỉ khoảng 105 calo nhưng chứa đến 12% lượng chất xơ khuyến cáo mỗi ngày. Chất xơ đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe đường tiêu hóa. Ăn một lượng lớn chất xơ có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim và thậm chí là một số loại ung thư. Mặt khác, chất xơ cũng giúp duy trì trọng lượng cơ thể. Một nghiên cứu trên 252 phụ nữ trong suốt 20 tháng cho thấy rằng cứ mỗi 1 gram chất xơ họ ăn mỗi ngày, trọng lượng cơ thể sẽ giảm 0,25kg. Lý do được giải thích, chất xơ khiến cho bạn cảm thấy no lâu hơn và giúp giảm lượng caloric tiêu thụ trong một thời gian dài. Chừng ấy dinh dưỡng cũng đủ để chuối trở thành một loại quả quý với sức khỏe con người. Chỉ với 2 đến 3 quả chuối một ngày, cơ thể của bạn sẽ có những thay đổi đáng ngờ, phòng chống và điều trị được một số loại bệnh sau đây. Đầu tiên, ăn chuối giúp tinh thần và thể chất luôn khỏe mạnh, phấn chấn. Nếu gần đây bạn cảm thấy mệt mỏi hay cáu gắt với những người xung quanh, hãy ăn chuối nhé. Điều này không hề vô lý đâu, bởi theo các nghiên cứu, chuối nổi tiếng với hàm lượng kali phong phú. Vì chất này có công dụng cung cấp và khôi phục năng lượng hiệu quả. Chỉ cần ăn 2 quả chuối mỗi ngày, cơ thể của bạn sẽ được nạp nguồn năng lượng đủ để chúng ta duy trì vận động mạnh liên tục trong vòng 90 phút. Đặc biệt, chuối còn sở hữu hàm lượng cao chất tryptophan, giúp bạn vượt qua stress và giảm nguy cơ trầm cảm. Khi đi vào cơ thể, chất này sẽ được chuyển đổi thành serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh nhằm điều chỉnh tâm trạng, mang lại trạng thái hạnh phúc cho con người. Thứ hai, chuối giúp cải thiện dạ dày, nhuận tràng, thông tiện. Nổi tiếng với công dụng trị táo bón, chuối còn được biết đến như thần dược tự nhiên dành cho hệ tiêu hóa. Cùng với đó, loại quả này còn hỗ trợ trị bệnh đau dạ dày, loét dạ dày, trào ngược dạ dày. Nguyên nhân là bởi chuối có tác dụng kích thích tái tạo niêm mạc dạ, tăng tiết dịch nhầy, giảm axit,
tại những chỗ loét và làm lành các vết loét của cơ quan này. Thứ ba, ăn chuối giúp giảm huyết áp, tốt cho tim mạch. Chế độ ăn giàu kali và ít natri có thể làm giảm nguy cơ huyết áp cao và đột quỵ. Trong khi đó, chuối là loại quả hiếm hoi hội tụ đủ hai yếu tố này. Chuối còn là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin B6. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, vitamin B6 giúp phá vỡ một loại axit amin mà các chất này ở nồng độ cao có liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch. Thứ tư, chuối bổ sung dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch. Chuối có khả năng cung cấp chất sắt, kích thích sản sinh các tế bào hồng cầu và hemoglobin, đồng thời thúc đẩy vận chuyển dinh dưỡng đến toàn cơ thể. Các chuyên gia y tế còn cho rằng ăn chuối có thể giúp hạ thân nhiệt và khiến bạn cảm thấy mát hơn. Vì vậy, loại quả này đặc biệt tốt với người bệnh đang bị sốt. Thứ năm, cải thiện hệ thần kinh, điều hòa kinh nguyệt. Các chị em nên nghiên cứu về công dụng này của chuối nhé. Trong chuối có chứa hàm lượng phong phú vitamin B giúp ổn định đường huyết, từ đó xoa dịu hệ thần kinh, có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm áp lực, giúp chúng ta giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể. Nếu bạn là người hay bị stress, thường xuyên xúc động mạnh hay buồn bực quá độ, thì đây là lý do vì sao bạn nên ăn 2 đến 3 quả chuối mỗi ngày. Ngoài ra, các vitamin B6 có trong chuối vô cùng cần thiết cho việc tiết các hormone, điều chỉnh sự rụng trứng. Ăn nhiều chuối cũng giúp chị em phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn. Chuối vừa là thần dược dưỡng nhan, vừa có tác dụng cải thiện tâm sinh lý cho phái đẹp. Thứ 6, hỗ trợ giảm cân. Đừng lo sợ vì ăn chuối sẽ tăng cân, nếu bạn có lo sợ vị ngọt của nó nhé. Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, một quả chuối có thể cung cấp xấp xỉ 10% hàm lượng chất xơ cần thiết hàng ngày. Chưa dừng lại ở đó, chuối giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn và duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định, giúp giảm cân. Thứ 7, nâng cao hiệu quả tập luyện. Nếu bạn đang muốn tìm một món quà vặt để lót dạ trước và sau khi tập thể thao, chuối chính là ứng cử viên hàng đầu. Loại quả này là nguồn cung carbohydrate lành mạnh cho luyện tập, thậm chí có tác dụng tương đương với nước tăng lực cho người tập thể thao. Lượng carbohydrate đơn trong chuối nhanh chóng được chuyển thành năng lượng cho người tập. Hơn nữa, lượng kali dồi dào từ loại quả này còn ngăn chặn tình trạng mất nước. Không chỉ sở hữu công năng tương tự, trong chuối có các chất dinh dưỡng quý giá khác như các chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin B6 mà nước tăng lực không hề có. Thật khó để chúng ta phủ nhận được những công dụng mà chuối mang lại cho sức khỏe con người, đúng không nào? Việc ăn chuối đều đặn sẽ giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của mình. Song cũng như bất cứ loại quả nào, nếu không được ăn đúng cách, thích hợp với đúng đối tượng, thì bạn sẽ phải đối diện với một số nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Cụ thể là những sai lầm nào khi ăn chuối? Hãy cùng theo dõi qua video sau đây nhé! Thứ nhất, ăn quá nhiều chuối trong ngày. Chuối là loại quả có chứa hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin dồi dào, phong phú, có thể làm da dẻ mềm mại, mắt sáng, tinh lực tràn đầy, kéo dài tuổi thọ và phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu bạn ăn chuối quá nhiều, lượng vitamin B6 từ chuối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều. Điều này gây ra tình trạng quá liều, tổn hại đến sức khỏe. Nếu ăn chuối một thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với triệu chứng của tăng kali máu. Theo đó, bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu nạp quá nhiều chuối vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Thậm chí, nếu ăn nhiều chuối một thời gian ngắn, bạn có thể phải đối diện với triệu chứng của tăng kali máu, làm cơ suy yếu, nhịp tim trở nên bất thường, thậm chí dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời. Thứ hai, người đau đầu không nên ăn chuối. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, đối với những người bị đau đầu, nếu ăn quá nhiều chuối có thể khiến cho bệnh đau đầu ngày càng trầm trọng hơn. Lý do bởi trong chuối có chứa tyramine, phenylethylamine và axit amin. Đây là những chất có khả năng làm giãn mạch máu và làm tăng lưu lượng máu lên não. Do đó, nếu ăn quá nhiều chuối sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thần kinh.
Thứ ba, ăn chuối vào lúc đói bụng. Chuối sẽ phát huy tốt tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa, hoạt động khi bạn ăn chúng sau bữa cơm khoảng 1 đến 2 tiếng. Do đó, bạn không nên ăn chuối trước bữa ăn vào lúc đói. Trong chuối có chứa hàm lượng magie lớn. Khi bạn đang đói, nếu ăn chuối, hàm lượng magie sẽ tăng đột ngột trong máu, khiến mất cân bằng tim mạch và làm tổn hại đến sức khỏe. Các chuyên gia cũng cho biết, những người bị viêm thận mãn tính hoặc chức năng thận đã bị suy giảm thì không nên ăn chuối tiêu. Những người bị bệnh viêm khớp, bệnh tiểu đường cũng không nên ăn nhiều chuối, do hàm lượng đường trong chuối cao có thể khiến cho hệ tuần hoàn máu chậm. Thực tế, có rất nhiều người cần phải hạn chế ăn chuối. Cụ thể, với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu và tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói, vì khi ăn vào bạn sẽ có cảm giác bị còn cào hoặc đau bụng. Thứ tư, ăn nhiều chuối gây buồn ngủ. Theo các nhà khoa học, chuối có thể tạo ra serotonin, một loại chất khiến cơ thể bạn có cảm giác buồn ngủ nhanh chóng. Vì vậy, những lúc bạn cần được tỉnh táo như lái xe đường dài hoặc khi thi cử, ôn bài thì tuyệt đối không được ăn chuối. Thứ năm, ăn nhiều khiến cơ thể mệt mỏi. Việc ăn quá nhiều chuối cũng sẽ không tốt do lượng magie có trong chuối. Nếu được nạp nhiều vào cơ thể, có thể gây ra ngộ độc magie với biểu hiện bên ngoài là tình trạng mệt mỏi, ốm yếu và tiêu chảy. Thứ sáu, người bệnh tiểu đường, tim mạch. Với những người đang gặp vấn đề về bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín, vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Ngoài ra, với những người mắc bệnh tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn beta, làm cho hàm lượng kali trong máu tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Những người bị táo bón, tiêu chảy cũng nên hạn chế ăn, bởi nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng. Có một số người bị táo bón thường xuyên ăn chuối là bởi vì vậy. Nhưng chuối không những không giải quyết được chứng táo bón mà ngược lại còn khiến táo bón nặng hơn. Chuối là một loại quả ngon lại rất giàu dinh dưỡng. Ăn chuối mỗi ngày với số lượng phù hợp sẽ khiến cơ thể khỏe lên mỗi ngày. Do vậy, hãy lưu ý sử dụng quý vị nhé. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến sai lầm khi ăn chuối. Những đối tượng nên hạn chế ăn chuối để kết quả này có thể phát huy được tối đa công dụng của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.